Huyền này anh theo dõi lâu chưa anh? Mấy năm rồi. Mấy năm. Đây con Black này là mới ra rồi. Vâng, đúng rồi ạ. Cái con Black này nó có một cái đặc điểm ở chỗ đấy là cái phiên bản này là nó có chip neo. Cái tiếng nó rất là sáng. Con này lỗ không hơi là sau. Cái lỗ không hơi là sau anh ạ. Sau anh ạ. Muốn gấp trầm thì em hôm đấy em lắp cho anh em vẫn có thể phát trầm đi được mà. Mà trầm đi nếu mà ghép cảm thấy là cái mái của mình nó không ảnh hưởng gì vẫn có thể ghép được. Trầm thì sau mình chơi nhà thì thế nào? Con này khả năng cũng bình thường thuộc vào. Nếu mà trầm ghép thì rất là khó. Mà nghĩ như vậy thì rất là khó vì hầu như là không nào nó bị cả từ khi cái lỗ hơn lần trước. Nó lại căng. Nó tùy thiết kế. Mỗi thằng bên này này nó cũng phải là người sắt. Vâng. Con ảnh hưởng gì đâu, cái nho lắm nó không ảnh hưởng gì đâu. Con này công suất là 1.000. Vâng, mắc lên đến 1.000 ạ, chịu tải lên đến 1.000. Chốt con này 1.000. Vâng, chốt anh nhá. Vâng. Thế anh cho em xin địa chỉ đi, xong là mai em lắp cho anh ạ. Mai mùng 2. Mai mùng 2 đầu tháng. Mai ngày kia là... tùy anh ạ. Lúc nào mà cảm thấy tiền mình lắp được thì lắp. Mùng 3 cũng được. Vâng, tùy anh chị thôi. Anh chị cứ chốt ngày giờ cho em là được thôi mà. Mùng 3, mùng 4 à, mùng 3 thì từ không lắp mùng 3. Mùng 6 lại kia này. Mai luôn đi. Mai được, mai đẹp mà. Mai đẹp mà, mùng 2 đẹp. Mai đẹp, mùng 2 đẹp. Mùng 3, mùng 4. Mùng 1 sớm 2, mùng 2 đầu tháng, mùng 2 đẹp nhất rồi. Mặt kia như vậy thì mùng 2 đẹp nhất, thì mai lắp được. Mai lắp, vâng. Đấy, anh Linh Ngọc thì anh từ bây giờ nghe bên là C12 này, X12, X31. Rất hay và hợp lý, chỗ rất là nhanh, cũng theo dõi khá là lâu rồi. Anh theo dõi mấy năm rồi. Không thử, anh hát bài nhé. Thoải mái. Chiều về sao chiều gọi trắng lên, tiếng họ gọi em cô nói đó.
Anh trở về tìm lại đó xưa.